Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 29 tháng 6 trên quốc lộ 13 đoạn qua thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, Bình Dương. Thời điểm trên xe tải chở nước uống chạy trên quốc lộ 13 theo hướng Bình Dương đi Bình Phước va chạm với xe tập lái đi cùng chiều không dừng lại ở đó. Xe tải tiếp tục tông vào đuôi ô tô đầu kéo phía trước ngay đèn tín hiệu giao thông. Tại hiện trường xe tập lái bẹp rúng phần đuôi, xoay ngang đường cabin xe tải cắm chặt vào đuôi xe đầu kéo container khiến tài xế mắc kẹt bên trong nhiều thùng nước trên xe rơi xuống đường. Người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa tài xế xe tải ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong vụ tai nạn còn khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cảnh sát Giao thông Bình Dương điều tra, làm rõ. Đang chở cháu trai trên xe máy, ông Bùi Xuân Thảo, 44 tuổi, bị ô tô do nữ tài xế cầm lái đâm từ phía sau, hất hai người văng xa 5 mét. Ông Thảo kể lại lúc bị ô tô tông khi chở cháu trai 13 tuổi đi công việc trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vũng Tàu trong vụ tai nạn khiến hai người chết tối 27 tháng 6. Sáng nay, ông được chuyển lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục điều trị do cãi chân và mảnh vỡ từ dàn áo xe máy găm vào người. Xe lao rất nhanh từ sau tới tông chúng, tôi ngã xuống đau đến mức không còn biết gì cả. Ông kể tối qua khi chở cháu trai đi công việc trên đường Nguyễn Văn Chỗi, bỗng nghe tiếng xe rít mạnh, hai bác cháu bị hất văng bởi một lực rất mạnh từ đằng sau. Lúc này ông Thảo cùng cháu trai ngã xuống đường, trăng váng khi thấy chân bị gãy, một bên đùi có mảnh vỡ từ dàn áo xe máy căm vào. Hướng mắt về phía trước, nạn nhân thấy ô tô lao đi rất nhanh, một phụ nữ khác nằm bất tỉnh cạnh xe máy vỡ nát. Ông Thảo lùng cồm bò lại gần cháu trai đang nằm bất tỉnh, hô khoán người dân hai bên đường giúp đỡ. Theo ông, dù bị khất văng xuống đường nhưng may mắn cả hai không bị chấn thương đầu do đội mũ bảo hiểm. Bác cháu ông Thảo là hai trong số 5 người bị thương sau khi ô tô tông hàng loạt xe máy, ba người còn lại 24 tới 34 tuổi bị chấn thương sọ não, đa chấn thương, hôn mê đang điều trị tại bệnh viện Bà Rịa và bệnh viện Vũng Tàu. Báo cáo của Công an Bà Rịa Vũng Tàu cho hay, ô tô do bà Trần Thị Thu Thanh, 37 tuổi, chạy trên đường Nguyễn Văn Chối, đã đâm vào xe máy đẩy rác của bà Nguyễn Thị Phương, 43 tuổi, sau đó tiếp tục chạy qua hai ngã tư và ngã năm trên đoạn đường gần 500 mét, hút một ô tô và bốn xe máy khác. Trong đó, hai mẹ con là bà Phan Thị Sự, 73 tuổi, và Lê Thị Như Tiên, 43 tuổi, tử vong là người chứng kiến ô tô tông hàng loạt xe máy liên tiếp ở ngã năm Nguyễn Văn Trỗi, bà Triệu Lê Lai, Lê Quý Đôn. Ông Hải, 50 tuổi, bán bánh mì ở khu vực cho biết ô tô khi gây tai nạn chạy rất nhanh. Ông Hải nói, tiếng xe tông liên tục nên ban đầu tôi cứ tưởng cảnh sát nổ súng truy đuổi tội phạm. Khi chạy ra, ông thấy nhiều xe máy đã nằm la liệt, mảnh vỡ văng tung tóe, còn người bị thương, chảy máu đang cố bò dậy. Ông cùng một số người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo điều tra, Trước khi gây tai nạn, nữ tài xế Thanh nhậu cùng bạn bè tại một quán trên đường Chu Mạnh Trinh. Hơn 20 giờ, bà về tới chung cư lấy ô tô chạy ra đường Nguyễn Văn Trỗi. Khi đi gần 1 km, xe đã gây ra chuỗi tai nạn liên hoàn. Sau đó, Thanh xuống ô tô với trạng thái không tỉnh táo. Kết quả đo cồn trong người là 0,503mg trên lít. Chiều ngày 28 tháng 6, bà Thanh bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu phê chuẩn lệnh khởi tố bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về vi phạm quy định giao thông đường bộ. Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong, nhiều người bị thương tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bà Trần Thị Thu Thanh, sinh năm 1987, chú đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu khởi tố bắt tạm giam. Đây là vụ việc khiến dư luận rất quan tâm vì nữ tài xế không có bằng lái, điều khiển xe của người khác và có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, kịch khung xử phạt hành chính. Đang nói hơn, vụ tai nạn đã khiến hai mẹ con chết tại chỗ, nhiều người bị thương, trong đó ba người bị thương nặng đang được điều trị. Tai nạn giao thông đã để lại nỗi đau nặng nề cho gia đình và là nỗi nhức nhối của xã hội. Hàng năm, số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông là rất lớn. Ngày 27 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trong đó, Điều 9 quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và khơi thở có nồng độ cồn buổi sáng quốc hội thông qua luật này thì tối cùng ngày sự việc đau lòng đã xảy ra. Trong vụ tai nạn nêu trên, các phương tiện hư hỏng sẽ được lực lượng chức năng tiến hành định giá thiệt hại. Nếu kết quả định giá từ 1,5 tỷ đồng thì nữ tài xế đã thỏa mãn dấu hiệu phạm tội theo điểm D khoản 3, điều 260 bộ luật hình sự gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên ô tô gây tai nạn do bà Thanh điều khiển không phải xe của bà. Trong trường hợp này, lực lượng chức năng sẽ làm rõ có hay không dấu hiệu phạm tội theo Điều 264 Bộ Luật Hình sự về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ của chủ sở hữu xe. Mức hình phạt của tội này nhẹ nhất là phạt tiền 10 triệu đồng và nặng nhất là phạt tù 7 năm. Riêng trường hợp bà Thanh với những dấu hiệu hành vi ban đầu của vụ việc thì bà vi phạm và đối mặt với những điều luật sau trước khi tông vào hai mẹ con dừng chờ đèn đỏ bà thanh đã tông một xe rác do chị nguyễn thị p đẩy đi cùng chiều phía trước làm chị đa chấn thương bà thanh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy gây ra liên tiếp hai va chạm sau đó đến lúc va chạm lần thứ tư xe này mới dừng lại với những hành vi trên, bà Thanh có dấu hiệu vi phạm tại các điểm A, B, C và D khoản 2 điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Đó là không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển phương tiện trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, làm chết hai người. Nếu thỏa mãn các quy định trên thì với những hành vi gây ra, bà Thanh đối mặt khung hình phạt từ 3 năm tới 10 năm tù, bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhận chức vụ hành nghề liên quan lĩnh vực điều khiển phương tiện giao thông từ 1 đến 5 năm. Bên cạnh việc có thể bị xử lý hình sự, người điều khiển phương tiện trong trường hợp này còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm, theo quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015. Chiều 28 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu Tê, sinh năm 1987, chú phường Thắng Nhỉ, thành phố Vũng Tàu, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can Trần Thị Thu Tê là tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn làm hai người tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương. Như đã thông tin, khoảng 21 giờ 10 đêm 27 tháng 6, xe ô tô biển kiểm soát 72A 70821 do tài xế Trần Thị Thu Tê, sinh năm 1987, trú đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi theo hướng từ Lê Hồng Phong về Trần Hưng Đạo, phường 1 khi đến khu vực phường 4, đường Nguyễn Văn Trỗi, ô tô do thờ điều khiển va chạm với xe đẩy thùng rác do chị NTP, sinh năm 1981, nhân viên vệ sinh, đẩy bộ cùng chiều phía trước. Sau đó, ô tô của T tiếp tục chạy đến giao lộ với đường Hùng Vương, va chạm với xe máy biển kiểm soát 72482 do anh BXT, ngụ đường Ngô Đức Kế, phường 7, điều khiển. T tiếp tục lái xe tới ngã năm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đâm vào hai xe máy khác đang chạy cùng chiều. Ô tô do thờ điều khiển kéo lê xe máy về hướng đường Lê Quý Đôn và tiếp tục đâm vào xe máy do chị Lờ Thờ Nhờ Tê, sinh năm 1981, chú thành phố Vũng Tàu, chở theo bà Phờ Thờ S, sinh năm 1951, mẹ chị T, lưu thông chiều ngược lại, đang chờ đèn tín hiệu xe của t đẩy hai chiếc xe máy cùng nạn nhân lên vỉa hè va chạm với một chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè và chỉ dừng lại khi tông vào trụ điện và một chiếc ô tô khác đang đỗ trước nhà trên đường lê quý đôn vụ tai nạn đã khiến bà s cùng con gái tử vong tại hiện trường những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện được biết hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện bà rịa và một người được điều trị tại bệnh viện vũng tàu bị đa chấn thương rất nặng Riêng hai bệnh nhân bị nhẹ hơn tự chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để điều trị Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Kết quả, nồng độ cồn trong máu tài xế gây tai nạn là 82,3mg trên 1 lít Nồng độ cồn qua hơi thở là 0,503mg trên 1 lít Đây là mức nồng độ cồn vượt xa các mức quy định Luật quy định 3 mức chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít, quá 0,25 đến dưới 0,4mg trên 1 lít, vượt quá 0,4mg trên lít. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 6, Thanh có nhậu cùng bạn bè tại một quán trên đường Trung Mạnh Trinh, thành phố Vũng Tàu. Khoảng hơn 20 giờ sau khi được bạn trai đưa về chung cư, thờ lấy xe của bạn trai chạy ra đường Nguyễn Văn Trỗi và gây tai nạn liên hoàn với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.